Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân Chương 1 Vô thượng hệ thống Tháng 9 Sài Gòn Thời tiết đồng đảnh như những cô gái tuổi đôi mươi Mưa về rồi chợt nắng Khắp sân trường đầy ắp những chiếc lá vàng rơi Nơi đô thành Khí trời xe xe lạnh làm con người ta lại càng nhích lại gần nhau Làn gió thanh mát đôi lúc vu vơ thổi qua Càng tô điểm cho thành phố thêm căng tràn nhựa sống Viết mập, mau truyền nghe tiếng hô của người bạn cùng trường hoàng việt sút bịch một cái trái banh bay thẳng tới ngực một cậu thiếu niên to cao tên này cười khà khà đón lấy tiếp đó dẫn banh hướng về cầu môn bên đội bạn trung kèm nó lại tên đội trưởng đội bạn hú lên rất nhanh liền có một thiếu niên khác áp sát cả hai cùng tì đẻ tên trung này thể hình không kém gì mấy so với người kia đã vậy kỹ thuật còn nhỉnh hơn một chút liền tranh cướp được bóng việt mau cản một tiếng hô tử xa vang lên, Hoàng Việt nghe xong ục à ục ịch chạy tới, những thớ mỡ của hắn nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi, cố gắng canh chuẩn đường chạy của đối phương. Thấy được Tiên Trung đến gần, Hoàng Việt hớt ha hớt hải chạy tới ôm chầm lấy hắn. "Cái đệt, thằng này không biết đá banh à?" Tiên Trung bị ôm thì bối rối trừ bậy một câu. Hạc hạc, chú em bị thẻ đỏ." Tên đội trưởng phe bạn cũng chạy lại, vỗ vỗ vai Việt mập mấy cái, đám còn lại cũng cười rộ lên. Việt ơi là Việt, để mày vào thay người đúng là không sáng suốt mà." Hoàng Tuấn, bạn thân của Hoàng Việt, đảm nhiệm vai trò tiền đạo lúc này cũng quay về phần sân bên mình, đấm nhẹ vào bụng Hoàng Việt mấy cái. Tuy nói vậy nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ khá tức cười. "Ờ, uh, sorry, ta đã nói đây là lần đầu tiên tôi đá banh rồi, tại mày không nghe mà." Hoàng Việt gãi gãi đầu, lúc này đám học sinh cũng không còn hứng chơi, cùng tản ra về. Hoàng Tuấn thì nhìn Hoàng Việt, sau đó cười nói: khát không? Mày làm tao thua, hôm nay phải bao tao chai sting đó nha. À ừ, không khát mấy, bao thì bao, nhưng mà sáng mai mày phải đi học sớm, chỉ tao bài này nghĩ mãi không ra. Rồi, ok men, quyết định thế đi. Nói xong hai người cùng nhau ra căng tin. Bây giờ đã là hơn 5 rưỡi chiều. Như thường lệ, đám học sinh hai lớp 12A3, 12A4 thường xuyên hẹn kèo đá banh với nhau lúc vừa rồi một đứa bạn có chuyện gấp phải về hoàng tuấn không thể làm gì khác hơn là bắt tên khán giả thân quen này vào thay thế kết quả cũng không ngoài dự đoán của hắn là mấy thôi thì chịu thua nhưng được bao chai nước cũng coi như không uổng phí công sức ra căng tin hoàng việt gọi một chai nước lọc cho mình cùng một chai sting cho đứa bạn người sau cười khoái trá ra vẻ đắc ý sau đó nói tao đùa thôi cứ để đó tao trả mà này bài mày muốn giải là bài nào ừ thì cái bài uh, con lắc lò xo trong đề cương thầy phát đó ngày mai tao đưa cho. hạc hạc thế lần sau muốn đá nữa không? Hoàng Tuấn cười trêu đầy ý vị đá đều. thôi đạch nhà con. Hoàng Việt cũng cười khà khà hai người cùng trò chuyện một chút. sau khi tính tiền thì cùng ra bãi gửi xe. mai gặp nhớ tới sớm. Hoàng Việt lại nhắc đứa bạn. rồi rồi biết rồi ngồi lên chiếc xe đạp cũ kỹ hoàng việt chỉ nhìn phố phường nhộn nhịp buổi xế chiều trong lòng háo hức không thôi thật ra hoàng việt hắn vốn dĩ cũng không phải là người của thế giới này trước đây hắn sinh ra trên địa cầu sau một lần bị xét đánh trên đường đi học về khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong giường bệnh viện lúc vừa mới tỉnh lại mở mắt ra thì hắn thấy được một bác gái trực chờ bên cạnh nhìn hắn rất ôn nhu hắn còn nhớ nhớ rất rõ câu đầu tiên bác gái ấy nói chính là con tỉnh rồi à, là mẹ lo lắng chết mất. Ban đầu, Hoàng Việt còn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng sau khi tự nhéo nhéo má mấy cái, hắn cảm giác được đau đớn là thật sự. Khi đó, nghĩ lại cảm giác tê dại khi bị luồng sấm sét lúc trước đánh vào người. Sau đến không còn muốn sống, mà khi đó hắn lại hoàn hảo không vấn đề gì. Làm hắn không thể nghĩ tình huống xấu nhất, mình đã xuyên Việt. Câu đầu tiên hắn nói ra với người mẹ của hắn là đây đây là đâu khi đó hoàng việt vô cùng bẽn lẽn làm người mẹ kia của hắn lo âu muốn chết vội vàng bảo tất nhiên là bệnh viện con hôm nay học hành quá mệt nên bị ngất xỉu mẹ đã nói rồi thành tích không quan trọng chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi sau câu nói của mẹ hắn hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đau như búa bổ một luồng kiếc bằng bạc bà không hiểu từ đâu truyền vào trong đầu thất thần một vài giây hoàng việt liền biết đây là đoạn ký ức của nguyên chủ nhân kiếp này tình cảm và tất cả nỗi niềm của tên này cũng truyền vào trong đầu hắn làm hắn ngỡ như mình thật sự là hoàng việt trước đây vậy thật ra thì tên này đã đột quỵ vì học tập quá lao lực làm hoàng việt cũng an tâm lại xem ra không phải là mình ngộ sát đối phương hài tên này cũng giống hắn kiếp trước đây chứ cũng ngoan như hắn vậy nhưng độ khắc khổ thì cao hơn giờ phút này xem ra hôm nay mình sẽ sống thay hắn bạn cũ à yên nghỉ đi còn lại quá khứ tất cả đã qua, bây giờ là một khởi đầu mới. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ sáu hắn xuyên Việt qua thế giới này. Nó chính xác hơn là chỉ kém khoảng vài chục phút là đúng một tuần lễ. Thế giới này không phải địa cầu lúc trước, nhưng cũng có rất nhiều điểm tương tự. Nước hắn ở vẫn là nước Việt Nam, thành phố lớn nhất vẫn là Sài Gòn, thủ đô là Hà Nội. Cũng có các nước như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, vân vân và vân vân Đường về nhà không xa lắm, hắn học ở ngôi trường Nguyễn Thượng Hòa, tên có hơi hơi giống với ngôi trường Nguyễn Thượng Hiền ở địa cầu kiếp trước, nhưng hoàn toàn khác biệt. Ngôi trường này nằm trên đường Cộng Hòa, cực kỳ rộng lớn, là một ngôi trường nổi danh, các học sinh hầu hết đều có truyền thống hiếu học. Kể cũng lạ, tên của cái tên này cũng là Hoàng Việt, cũng chính là tên của hắn ở kiếp trước, đồng thời hắn cũng tương tự là một học sinh lớp 12, chỉ có một vài điểm khác biệt đó là ở kiếp trước hắn học rốt hơn, cũng không mập như tên này. Tên Hoàng Việt này là tên mập nhất trường, nặng tới hơn 120 cân. Phi phò, phi phò, Hoàng Việt thở hồn hển, đạp xe hơn 20 phút là mồ hôi hắn vã ra như tắm. Hắn cũng không phải nặng ký vì có tạng người to cao, mà là vì hắn có rất nhiều mỡ. Không biết tại sao trong trí nhớ của Hoàng Việt, cái tên nguyên chủ nhân này cứ ăn là mập. Đôi khi tên đó cũng tự hỏi nếu mình uống nước, có lẽ sẽ vẫn mập như thế, đúng không? Ha ha, heo quay. Từ xa vang tới một thanh âm chế nhạo, một đám học sinh khác trên đường đi về nhìn vào Hoàng Việt mà cười khoái trá, làm hắn thật sự cũng có chút căm tức, nhưng cũng đành nhịn. Ai bảo mình đánh không lại bọn nó chứ? Nhưng bỗng nhiên, vào lúc này, trong não Hoàng Việt truyền đến một thanh âm máy móc. Đinh, vô thượng hệ thống trói chặt ký chủ, phải chăng tiếp nhận hệ thống? Hệ thống? Hệ thống gì cơ? Hoàng Việt hoảng hốt không biết ai trong đầu mình hắn cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được mừng rỡ xem ra mình vận khí bạo giảm bàn tay vàng là đây à không phải trong tiểu thuyết ai xuyên qua cũng sẽ có được lão thiên gia phù hộ sao tốt hệ thống ta nhận hoàng việt hô lớn làm đám học sinh đi ngang qua kia càng cười lên sằng sặc hệ thống cái quái gì thằng này đọc truyện nhiều quá điên à đinh ký chủ không cần nói ra bên ngoài chỉ cần dùng ý nghĩ giao lưu là được tốt ký chủ rất may mắn bởi vì nếu như không tiếp nhận ký chủ sẽ bị hệ thống hủy diệt trời vãi cái hệ thống hoàng việt thầm nghĩ sau đó lập tức liền vội hỏi nhưng mà nghe đồn hệ thống thường hào phóng lắm có quà tân thủ đúng không ha ha cái tên tham lam nhà người đúng là hiểu rõ ta mà bỗng nhiên thanh âm một bé trai vang lên trong đầu hoàng việt nhóc con mày là ai hoàng việt thắc mắc ta là ai ư ta là hệ thống chứ ai ta đổi giọng thôi đứa bé trai lém lỉnh nói được rồi, màu màu trao cho ta quà tân thủ đi. À mà hệ thống này có những chức năng gì? Hoàng Việt hết sức tò mò. Rất nhanh thì ngươi sẽ biết thôi. Được, quà tân thủ gồm một lần rút thưởng may mắn, một lọ nước thuốc trị lực sơ cấp, 300 điểm tích phân. À đủ, nhiều vậy sao? Thế sơ cấp trị lực nước thuốc là gì? Đừng nói là uống vào, tăng trí thông minh chứ. Không sai, đúng như ngươi nói. Có thể dùng ý nghĩ để tiến hành lấy ra. Được, cho tăng một tí. Hoàng Việt gắng sức chạy về trước một chút, sau đó quẹo vào một ngõ hẻm, thấy không có ai, bèn liên hệ với hệ thống. Tốt rồi, lấy ra sơ cấp trí lực nước thuốc. Hoàng Việt tự nhủ trong lòng. Lập tức trên tay Hoàng Việt xuất hiện một bình nước nhỏ, trong đó có chất dịch màu trắng sệt. Hắn mở nắp ra ngửi, quả thật rất thơm, không chút do dự, liền uống vào. Ê, cái này là tiêm, không phải uống. Bé trai trong hệ thống liền nói, lúc này Hoàng Việt đã nuốt xuống cổ họng, không thể lại ói ra. Móa, Hệ thống sao không nói sớm, đền cho ta đi." Hoàng Việt la oai oái, "Không sao, uống thì giảm bớt 50% dược lực thôi." Hệ thống cười khoái chí. Rất nhanh, thuốc liền có tác dụng, Hoàng Việt chỉ cảm thấy trong đầu mình trở nên đặc biệt linh động, dòng suy nghĩ cũng nhanh nhẹn hơn, hẳn là sơ cấp trí lực nước thuốc có hiệu quả. "Đúng rồi, uống cái này tăng lên được bao nhiêu trí thông minh?" Hoàng Việt thắc mắc hỏi. Xét thấy ký chủ chưa nhận rõ hiện trạng bản thân, phải chăng mở giao diện thuộc tính?" Hệ thống máy móc hỏi, xác nhận mở giao diện thuộc tính. Hoàng Việt vô cùng ngạc nhiên. Giao diện thuộc tính, giống chơi game của ta. Thẩm nghĩ một cái, sau đó trong óc hắn hiện lên nhiều dòng chữ. Ký chủ, Trần Hoàng Việt, chủng tộc, nhân tộc, điểm thuộc tính, sức mạnh 0,8, nhanh nhẹn 0,6, thể chất 0,7, tinh thần 1,3, kỹ năng 0, vật phẩm đặc thù 0, vật phẩm tiêu hao 0 cảm thấy cực kỳ bất ngờ, Hoàng Việt tuy nhìn cũng hiểu sơ sơ nhưng để cho chắc hắn vội hỏi: "Hệ thống, sức mạnh nhanh nhẹn thể chất tinh thần là gì?" Một điểm là điểm trung bình của một người trưởng thành, hệ thống sẽ chỉ hiển thị một lần, còn điểm sức mạnh nhanh nhẹn thì ký chủ tự hiểu. Thể chất là thể lực, sức bền của ký chủ, tinh thần quyết định trí lực của ký chủ, sẽ thấy tình trạng thuộc tính của ký chủ quá thấp, mong ký chủ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn." Hệ thống đáp: Hmm, có hệ thống rồi không muốn tăng lên cũng không được ha Hoàng Việt mừng thầm. Sau đó như chợt nghĩ ra cái gì thốt lên, a à, thế còn rút thưởng và tích phân. Tích phân từ từ ngươi sẽ biết rút thưởng, tức là ngươi sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng tốt hay xấu do vận khí. Tất nhiên là cần tiêu hao số điểm tích phân nhất định để rút. Bé trai vô cùng kiên nhẫn giảng giải. Được vậy màu rút đi. Hoàng Việt thật sự hơi bồn chồn chờ đã. Trước tiên hệ thống tuyên bố ký chủ nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên trong vòng 100 năm trở thành người quyền lực nhất địa cầu nếu không sẽ bị mà sát. Hệ thống chiêu tức nói, cái gì? 100 năm á? À? <laughs> Xem ra hệ thống này ghê gớm mà 100 năm ý nghĩa hệ thống có thể giúp ta sống qua được thời gian đó à? Hoàng Việt mừng thầm, cười hắc hắc. Hừ, cố gắng đi, hệ thống khinh bỉ nói. Tốt rồi, do lần này là lần đầu tiên rút thưởng nên có ưu đãi đặc biệt cho ký chủ đó là rút thưởng thay là cao cấp rút thưởng. Hệ thống thanh âm vui vẻ chúc mừng Hoàng Việt. Nghe được như vậy Hoàng Việt mừng đến nhảy cỡn lên, cao cấp rút thưởng. Thế cao cấp rút thưởng bình thường tốn bao nhiêu tích phân? Cao cấp rút thưởng yêu cầu rất nhiều điểm tích phân, ký chủ sau này sẽ biết. Ký chủ đừng vội mừng, cao cấp rút thưởng tuy có thể rút được vật phẩm đẳng cấp cao nhưng không phải không thể rút chúng vật phẩm đẳng cấp thấp. Hệ thống đáp. Và ai thế mà cũng không nói cho ta Hừm, hy vọng số ta không quá xui Nào, được rồi, bắt đầu rút thưởng Hoàng Việt ra lệnh Sau đó trong suy nghĩ Hắn thấy được một danh sách vật phẩm thật dài với một cái kim Tên các vật phẩm được phân thành từng hàng Vô số cái tên lạ lẫm Rút thưởng, bắt đầu Thanh âm hệ thống vang lên Sau đó, chiếc kim bắt đầu di động lên xuống Lần lượt lướt qua từng hàng trong sự hồi hộp của Hoàng Việt Hy vọng ra được đồ vật cấp cao à chương 2. linh điền không gian đinh ký chủ rút thưởng cao cấp nhận được vật phẩm đặc thù linh điền không gian hệ thống thông báo linh điền không gian à linh điền không gian là gì thế hệ thống hoàng việt nghi hoặc linh điền không gian là một vật phẩm đặc thù hình thành không gian riêng bên trong có linh tuyền thủy và linh nhưỡng kết hợp dùng để trồng cho thực vật sẽ xúc tiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng linh tuyền thủy dùng để uống còn có thể cường thân kiện thể khiến tinh thần thoải mái ký chủ chỉ cần dùng ý nghĩ cho hệ thống biết muốn vào hay ra khỏi linh điền không gian để ra vào không gian này hệ thống chậm rãi trả lời vậy à hệ thống đúng là trâu thật tiến nhập linh điền không gian hoàng việt mặc niệm sau đó trong chốc lát thân hình hắn biến mất tại chỗ hắn há hốc nhìn thấy mình đang ở bên một mẫu đất nhỏ kế bên là một thác nước có lẽ suối linh tuyển thủy lấy lại bình tĩnh, hắn lại gần suối nước lấy tay vớt một ngụm lên uống. Wow, nước này ngon quá, thật là thanh mát, sàng khoái quá đi. Hắn uống xong cảm thấy toàn thân như hạn hán gặp cam lộ, mệt mỏi sau cả ngày học tập như tan biến, cảm giác sướng thấy óc, cả người như các lỗ chân lông đều mở ra. Ra khỏi linh điền không gian, hắn dùng ý nghĩ trao đổi với hệ thống, sau đó lấy một cái bao, bỏ bảy tám chai nước rỗng vào, mặc niệm tiến vào linh điền không gian, sau đó hứng linh tuyển thủy vào mấy chai nước Hệ thống, linh tuyền thủy này gồm những hoạt chất gì mà ngon vậy? Hoàng Việt hỏi. Linh tuyền chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, rất nhiều vitamin và các axit amin tốt cho cơ thể người. Ngoài ra, còn có một tia thiên địa linh khí. Hệ thống đáp. Để tí nữa cho ba mẹ và em gái uống, chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Mà cho con bún uống nữa. Mà nếu dùng nước này nấu phở thì hết ý nhỉ? Nghĩ tới người trong gia đình mình bằng ký ức của nguyên chủ nhân kiếp trước, hắn đã thầm chấp nhận mình có một gia đình mới tình cảm của cái tên Hoàng Việt kia cũng chuyển sang cho hắn, vì vậy gia đình này đối với hắn không khác gì ruột thịt. Hắn có một đứa em gái tên Bảo Ngọc, cả hai rất thân, có gì tốt, tên Hoàng Việt kia cũng dành phần cho em gái hắn trước tiên, cả con buôn là con chó cái nhà hắn nuôi, thuộc giống chó cỏ của Việt Nam, tuy nó không đẹp lắm, nhưng rất được cả nhà cưng chiều. Ti ơi, xuống ăn cơm. Nằm trên giường nghỉ ngơi bật điện thoại lên lướt Facebook một lúc thì đến 7 giờ, mẹ hắn gọi hắn xuống ăn cơm. Ở nhà hắn có tên cúng cơm là Ti Dạ con xuống liền Khóa điện thoại hắn vội chạy xuống nhà Không quên cầm theo cái bao chứa mấy chai nước linh tuyển thủy Xuống dưới nhà Ba mẹ em gái hắn đang ngồi bên bàn ăn Ở phía ngoài có một chị gái Người giúp việc đang bán phở Nhà hắn mở một tiệm phở nhỏ Chủ yếu là ba hắn mua phở thịt Rau về chế biến Mẹ hắn ở nhà làm nội trợ theo thùa Ủa Ti con cầm mấy chai nước xuống làm gì Mẹ hắn tên Quỳnh Anh Lộ vẻ nghi hoặc hỏi Dạ, đây là loại nước đặc biệt Tên là Linh Tuyền Thủy Ở nhà đứa bạn, trong lớp còn sản xuất Con uống rồi thấy sảng khoái Nên xin nó vài chai, mang về cho ba Mẹ và em gái uống thử Hoàng Việt bịa ra nguồn gốc của Linh Tuyền Thủy Nói cho ba hắn nghe về hệ thống Chắc hẳn, bà hắn không tin Ừ, tốt nhất để từ từ Vậy à, cho ba một chai xem nào Bà hắn há hức muốn thử Em cũng muốn thử nữa anh Ti Bé Na là tên nhà của em gái hắn Cũng tỏ ra hào hứng được rồi ai cũng có phần hết thì còn xin tiếp hoàng việt trêu đùa nói hắn thầm chờ mong phản ứng của ba mẹ và em gái khi uống xong sau đó hắn đưa ba chai nước cho ba mẹ và em gái rồi ba hắn mở chai nước thử uống một ngụm nhỏ trên mặt ba hắn bỗng từ trạng thái nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc trời nước gì mà ngon thế này ba hắn không kiềm chế được mà tu hết cả chai vẻ sảng khoái trên khuôn mặt lộ rõ ra cho ba một chai nữa ba hắn nói to tỏ vẻ chưa đã hiền. Đinh, ký chủ nhận được 15 điểm tích phân. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Hoàng Việt. Hà hà, thì ra hệ thống này làm người khác sảng khoái sẽ được tích phân ư. Thế này thì chẳng mấy chốc mình sẽ giàu to. Hoàng Việt mừng thầm trong lòng. Bà uống từ từ thôi uống nhiều quá no bụng, không ăn hết cơm bây giờ. Hoàng Việt trêu ghẹo nhưng vẫn đưa thêm một chai nước cho ba. Quay cái ông này nước khoáng thôi mà có cần phải vậy không? Mẹ Hoàng Việt nghi hoặc, thầm nghĩ chắc do ông xã mình khát nước từ trước mới có phản ứng như vậy. Bà xã, bé Na uống đi, nước này ngon lắm. Ba Hoàng Việt tên là Hoàng Phúc nói với hai mẹ con. Sau đó mẹ Hoàng Việt và bé Na liền mở chai nước ra chậm rãi uống. Khuôn mặt hai người hiện tại cũng không khác ba Hoàng Việt sau khi uống xong linh tuyển thủy là mấy. Đinh, ký chủ nhận được 28 điểm tích phần. Hệ thống lại thông báo khiến Hoàng Việt như mở cờ trong bụng anh hai nước này ngon quá còn ngon hơn em uống trà sữa nữa sau này mỗi ngày anh hai mang về một chai cho em uống à không hai chai ba chai đi anh hai bé na díu rít hiện tại cô nghĩ mình có thể cai được thói quen uống trà sữa luôn điều kiện là phải có loại nước này thì nước này chắc mắc tiền lắm ha sao bạn con cho con nhiều vậy Mẹ Hoàng Việt cố nén nỗi ngạc nhiên, hiện bà thắc mắc là loại nước này ngon như thế hẳn bán được rất nhiều tiền, không biết thế nào mà bạn học Hoàng Việt lại hào phóng thế, tặng Hoàng Việt cả mấy chai. Dạ, nước này ở công ty bạn con đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa bán ra thị trường, đảm bảo không nguy hại đến sức khỏe vì đã kiểm nghiệm sơ bộ rồi, có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, phí sản xuất lại không cao, hay bà mẹ thử thêm nước này vào nước phở đi, chắc chắn sẽ ngon hơn, nhà mình bán phở có thể đắt khách hơn nữa đấy. Còn bé Na yên tâm mỗi ngày anh sẽ mang về ba chai cho bé Hoàng Việt giải đáp thắc mắc của mẹ hắn và trả lời em gái Yeah, anh hay là nhất Bé Na thốt lên Thật sao? Thế thì tốt quá Để chút nữa ba thử thêm vào nước phở xem thế nào Con để dành một chai cuối đó đi Nếu làm phở ngon hơn thì tốt quá rồi Ba Hoàng Việt chen giọng Dạ, ba cứ yên tâm Bạn có nói muốn bao nhiêu cũng có Nhưng phải bảo mật, không được tiết lộ hoàng việt căn dặn hắn cũng không muốn bị người khác biết về linh tuyển thủy nếu bị người khác biết được chắc sẽ bắt hắn lại buộc hắn suốt ngày lấy linh tiền thủy cho bọn họ mất thế thì tốt quá nói với bạn con là bà mẹ và em gái cảm ơn cậu ta nhé chúng ta không khoe khoang cho người khác đâu ba hoàng việt đáp thôi đi ăn cơm đi hôm nay con học chắc mệt và đói rồi bé na ăn đi con mẹ hoàng việt chen giọng hôm nay bà nấu cơm cà chua xào trứng, món mà thường ngày Hoàng Việt và Bảo Ngọc thích ăn kèm với canh súp lơ. Dạ, mọi người ăn đi, con cũng đói lắm rồi. Hoàng Việt nhấc thìa múc cơm vào bát và ăn ngon lành. Bữa cơm này cả nhà hắn ăn cực kỳ vui vẻ, có lẽ phần lớn là do nước linh tuyền thủy làm tan đi mệt nhọc của cả gia đình sau một ngày mệt mỏi, khiến ai cũng tinh thần sảng khoái, ăn như hổ đói. Khoảng 10 phút sau, sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Hoàng Việt ra ngoài bán phở, bé Na về phòng học, Hoàng Việt cũng lên phòng. Vừa lên phòng, thanh âm hệ thống vang lên. Bây giờ, ta mình nói cho người biết, hệ thống có thương thành và tích phân có thể dùng để đổi lấy vật phẩm. Hoàng Việt nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Sau đó dùng ý nghĩ trao đổi. Hệ thống, ta muốn xem xét thương thành. Hắn muốn biết với số điểm tích phân của mình có thể mua được những gì. Được, ký chủ. Hệ thống thao tác hiển thị danh sách vật phẩm thương thành. Xem nào, ha ha. Mì hào hào tôm chua cây một điểm tích phân, xả bông lai boy 3 điểm tích phân. Vậy là hồi nãy kiếm được 43 điểm tích phân, cũng đổi được hơn 100 ngàn rồi. Thế này ta giàu to. Hoàng Việt mừng rỡ, hắn nghĩ chỉ cần kiếm đủ tích phân, trở nên giàu có là chuyện trong tầm tay. Ta có linh điển không gian, tốt nhất là dùng để trồng trọt, để lướt Facebook, xem trồng gì dễ kiếm đây. Hoàng Việt tự hỏi, sau đó hắn dùng điện thoại vào Google ghi. Trồng cây gì để làm giàu, sau đó nhấn vào biểu tượng kính lúp Ai trả toàn cây nông nghiệp, không à, trồng vừa lâu vừa nhiều, nội mang đi bán cũng là vấn đề lớn, thử tìm trồng loại hoa gì dễ bán xem. À, hoa lan phi điệp, được nè, vừa dễ trồng, vừa dễ bán. Hoàng Việt xem sơ qua một hồi hắn quyết định trồng hoa lan để kiếm tiền. Với linh điển không gian, muốn trồng cây có lẽ rất dễ, mà hoa lan nhỏ gọn, dễ tiêu thụ. À, cây giống hoa lan phi điệp, 45 điểm tích phân, hiện tại ta có 343 điểm tích phân, hệ thống ta muốn mua cây giống lan phi điệp kèm cả một chậu hoa hoàng việt trao đổi với hệ thống đinh ký chủ mua cây giống lan phi điệp kèm một chậu hoa tổng cộng tiêu phí 50 điểm tích phân ký chủ còn lại 293 điểm tích phân ký chủ có thể dùng suy nghĩ để lấy đồ vật đã mua ra hệ thống đáp lại sau đó hoàng việt lấy chậu và cây giống hoa đã mua rồi tiến nhập linh điền không gian lấy linh nhưỡng bỏ vào chậu chôn cây giống xuống sau đó tưới linh tuyền thủy vào mang chậu hoa ra khỏi linh điển không gian đặt chậu hoa kế bên cửa sổ để đón ánh nắng cố gắng trưởng thành thật tốt nhé hoa lan yêu quý của ta ta có phát tài được hay không là nhờ ngươi đó hoàng việt âm thầm cầu nguyện hắn cũng rất tò mò khả năng của linh nhưỡng lợi hại thế nào kết hợp với linh tiền thủy sẽ bồi dưỡng cây trồng ra sao bình tâm lại hắn như thường ngày chuẩn bị lấy vở tập ra ôn tập kiến thức soạn bài mới để ngày mai còn đến trường Chương thứ ba, bộ não của học bá. Ngồi vào bàn học, Hoàng Việt lấy vở vật lý ra. Ngày mai có tiết vật lý, hắn học khối A nên tập trung ôn bài môn này trước. Mở cuốn tập ra nhìn lại bài học, trong đầu hắn dần hiện lên những phần trọng tâm của kiến thức mà thầy giảng, những ký ức về những tiết dạy của thầy giáo vật lý hiện lên trong óc hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Không như trước đây hắn chậm chạp nghĩ mãi mới nhớ được một phần kiến thức, mà quả thật những kiến thức này chả khác gì với hắn ở kiếp trước, ngay cả tên người biên soạn cũng thế. Xem ra hắn sẽ càng dễ dàng hòa nhập vào thế giới này. Đúng là sau khi sử dụng thuốc tăng trí lực mình suy nghĩ nhanh nhẹn hơn thật, còn dễ hình dung đến kiến thức trước đây nữa. Hoàng Việt thầm trầm trồ, khả năng của thuốc tăng trí lực còn tốt hơn những gì hắn mong đợi. Hệ thống, trí thông minh của ta hiện tại tăng lên được bao nhiêu, thật sự là ta cảm thấy khác nhiều quá. Hoàng Việt nghi hoặc hỏi hệ thống ký chủ trước đây điểm tinh thần chỉ là 0,9, tức là IQ của ký chủ là 90 thuộc hạng trung bình. Sau khi sử dụng thuốc tăng trí lực sơ cấp, điểm tinh thần của ký chủ là 1,3, tức là IQ của ký chủ hiện tại là 103. Tất nhiên, ký chủ sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Hệ thống giải đáp thắc mắc của Hoàng Việt Ha <laughs> ha, hèn gì ta trước đây học hành cũng chăm chỉ lắm mà chẳng hơn được mấy người. Kể từ hôm nay ta sẽ càng cố gắng vượt qua hết những đứa đã từng làm ta rất ghen tị. Hoàng Việt hào hứng. Trong trường của hắn là trường chuyên, tên Hoàng Việt trước đây học cũng thuộc dạng trung bình. Nhưng ngày qua khi đi học, hắn cũng tiếp thu kiến thức tạm tạm. Mà đó là hắn cũng chỉ là học trong lớp thường, không phải lớp chuyên. Tốt lắm, ký chủ có chí khí như vậy, hệ thống cảm thấy rất mừng rỡ. Để động viên ký chủ, hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ cho ký chủ. Ký chủ phải đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm nay, yêu cầu ký chủ đạt điểm cao nhất lớp. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là 1.000 điểm tích phân. Nếu không hoàn thành sẽ khấu trừ ký chủ 500 điểm tích phân. Hệ thống âm thanh non nớt động viên Hoàng Việt. Trời, khấu trừ đến 500 điểm sao? Từ giờ đến kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm còn 2 tuần nữa thôi. Ta sẽ cố hết sức cảm ơn người. Hệ thống, ta nhất định sẽ làm được. À mà ta cũng nên đặt cho người một cái tên. Gọi là hệ thống thì khô khan quá, Hoàng Việt thầm nói. Không được, ký chủ đừng được voi đòi tiền. Quyền hạn hiện tại của ngươi không đủ, leo nhèo ta lại cho một chia xét bây giờ hệ thống hù dọa không cho thì thôi làm gì mà giữ quá vậy ta chỉ có ý tốt muốn đặt cho ngươi một cái tên cho tiện thôi hoàng việt bẽn lẽn một tên phế vật như ngươi mà đòi đặt tên cho bản hệ thống cao quý vô địch thiên hạ như ta sao đó là sỉ nhục của ta hệ thống có vẻ nổi giận si bây giờ ta là chủ nhân của ngươi đừng khinh thường ta hoàng việt nói để khi nào ngươi trở thành cường giả rồi tính Hệ thống đáp. Hoàng Việt không nghĩ tới hệ thống nữa, liền tập trung học bài, sau khi ôn những kiến thức đã học, hắn lấy tập tài liệu bài tập ra, bắt đầu giải những bài toán thuộc chương đầu tiên. Do trí não hắn hoạt động nhanh hơn, việc giải toán diễn ra rất nhanh chóng. Các bước nháp, các công thức của hắn nhanh hơn, bấm máy tính lẹ và bài nháp viết ra cũng xấu hơn thường ngày. Mai là bài tập toán trắc nghiệm, nếu làm bài thi tự luận nhiều khả năng người chấm sẽ khó đọc được chữ viết của hắn vật dao động điều hòa có chu kỳ là t nếu chọn gốc thời gian t bằng 0, lúc vật qua vị trí cân bằng thì trong nửa chu kỳ đầu tiên vận tốc của vật bằng không ở thời điểm nào xem nào để vận tốc của vật bằng không vật phải nằm ở vị trí biên vậy thời gian t bằng một phần tư chu kỳ hoàng việt khoanh tròn đáp án b sau khoảng 2 giây suy nghĩ lần lượt như vậy bộ đề khoảng 60 câu lý thuyết và bài tập phần đầu tiên của chương dao động điều hòa hắn làm xong trong vòng 20 phút Nhìn đồng hồ mới đến 7 giờ tối, còn rất nhiều thời gian, hắn lôi cả vở toán học, hóa học, tiếng Anh, sinh học, ngữ văn ra ôn lại và làm bài tập. Xong xuôi rồi, lúc này đã đến 9 giờ, hắn nằm lên giường nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra lướt Facebook. Bài kiểm tra chất lượng đầu năm sắp tới, mọi người vào đây thảo luận nào? Trong nhóm kín 12A3 của bọn hắn, một học sinh đăng chủ đề bình luận. Tôi đang lo ôn đây, kỳ này quyết tâm vào lớp 10, một bạn tên Ngọc Ly để lại bình luận. Sao ta học mãi mà đách vô thế này? Ai có bản tóm tắt kiến thức cho xin cái? Hoàng Minh, một học sinh khá lười trong lớp lên tiếng. "Còn lâu mà, Từ tư mà chiến, ai đánh liên quân mời tao." Phúc Hoàng có vẻ vô lo. kỳ này thằng Nam lại điểm cao nhất lớp thôi, mà điểm cao nhất lớp được chuyển sang lớp 12A1." "Ha ha, qua đó từ đầu gà thành đuôi phượng ngay." Linh Chi trêu đùa. "Chưa chắc đâu nha, ta mà qua đó vài tháng ta lại top cao." Mặt ngầu. Hoàng Nam trả lời Ai giải giúp tao bài toán này với nghĩ hoài không ra? Một đứa bạn vừa đăng bình luận kèm tấm hình bài toán ứng dụng của đạo hàm và đồ thị hàm số. Để tao đợi một chút. Hoàng Việt xem bức ảnh rồi trả lời bình luận, sau đó ngồi lên bàn, lấy giấy viết ra lời giải, chụp tấm hình bài giải, sau đó đăng trả lời cho đứa bạn học trên Facebook. Vãi Việt, mày giải nhanh thế, chắc ôn phần này kỹ hả? Biểu tượng hết hồn. Đứa bạn bình luận lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thường ngày Hoàng Việt sức học chỉ ở tầm trung trong lớp, mà hắn xếp hạng trong lớp còn cao hơn Hoàng Việt. Đinh ký chủ nhận được 33 điểm tích phân, hệ thống thông cáo làm Hoàng Việt mừng rỡ. Nhiều như thế tích phân chắc là do hắn đã làm ngạc nhiên khá nhiều đứa bạn học. Lúc này hắn đã rõ ràng về chức năng hệ thống. Đứa bé trai đã nói cho hắn đầy đủ. Ừ, đúng bài tao đang ôn. Mà kỳ kiểm tra này có thể ta sẽ cho bọn mày bất ngờ. Hoàng Việt trả lời lấp lửng. Vậy à, để bọn tao chờ xem có gì bất ngờ nào. Hôm nay mày có vẻ hí hửng đấy Việt. Một thằng bạn khác vào xem bình luận Hắn thấy Hoàng Việt hôm nay có vẻ vui vẻ và tự tin Có lẽ do gặp điều gì đáng mừng Ừ, chờ mà xem Hoàng Việt trả lời bình luận Mấy ông chăm quá ha, giờ này còn lo ôn bài Tôi thì buồn ngủ quá, thôi tôi đi ngủ đây Bye Một đứa con gái vào tám chuyện Ok, good này Tiếng trả lời nhanh chóng vang lên Cuộc bình luận trở nên vắng vẻ Có lẽ đứa thì đang ôn bài Đứa lại chơi game, đứa thì đi ngủ Hoàng Việt mở một ca khúc lên nghe để thư giãn Không chỉ là thích là một bài hát gần đây cậu thích nghe. Nói đến vấn đề yêu thích, Hoàng Việt trước đây ở trường cũng như nhiều chàng thiếu niên khác, thì hot girl của trường là Kiều Linh, một bạn nữ học giỏi thuộc hạng nhất nhì lớp. Khuôn mặt lại xinh đẹp tinh xảo, cô bạn này là lớp phó học tập của lớp 12A1, mà Hoàng Việt hiện tại hắn cũng thích cô nàng này luôn rồi. Hoàng Việt vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ đến cách kiếm điểm tích phân của hệ thống, để hắn còn mua sắm, luyện thể quyết hắn cũng muốn cho cơ thể mình khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, bền bỉ hơn. Quan trọng nhất là hắn muốn giảm cân. Với cân nặng hiện tại của hắn, làm việc vừa lề mề lại còn mất thẩm mỹ. Chắc chắn Kiều Linh sẽ không thích. Mà khi giảm cân thành công, có một thân thể đẹp, hắn sẽ được đám học sinh trong trường trầm trồ. Lúc đó, chẳng phải điểm tích phân sẽ un un mà đến sao. Hoàng Việt càng nghĩ càng háo hức. Bây giờ, hắn đã có hệ thống. Hắn hoàn toàn có thể đổi đời, đạt được những thứ mà trước đây hắn chỉ dám mơ ước hệ thống, mở danh sách thương thành có cách nào giúp ta học tập kiến thức nhanh hơn không? Hoàng Việt mặc niệm. Được, ký chủ. Có hai cách để ký chủ có thể học tập kiến thức nhanh hơn. Một là mua gói kiến thức của từng môn học. Kiến thức sẽ được hệ thống truyền vào não của ký chủ. Tuy vậy, cách này tốn kém nhiều điểm tích phân. Cách thứ hai là hệ thống có bán sách tổng hợp và giảng giải kiến thức từng môn học. Cách này yêu cầu ký chủ phải học tập. Ưu điểm là tốn ít tích phân. Hệ thống giảng giải. Vậy à, để ta xem sách tổng hợp kiến thức toán cấp 3 đánh giá 100 tích phân, sách tổng hợp kiến thức vật lý hóa học cấp 3 mỗi cuối 100 tích phân được đấy. Hệ thống cho ta mua sắm sách tổng hợp kiến thức toán lý hóa đi. Hoàng Việt ra lệnh cho hệ thống. Đinh, ký chủ mua sách tổng hợp kiến thức toán lý hóa thành công, khấu trừ 300 điểm tích phân, hiện tại ký chủ còn 26 điểm tích phân. Hệ thống thông báo. Ai giờ hy vọng sớm thu hồi lại được điểm tích phân, ta còn phải mua luyện thể quyết hệ thống, lấy ra sách tổng hợp kiến thức 3 môn toán lý hóa cấp 3. Hoàng Việt dùng ý niệm ra lệnh cho hệ thống. Sau đó ba cuốn sách mỗi cuốn dày khoảng 400 trang xuất hiện trong tay Hoàng Việt. Hoàng Việt lấy cuốn sách vật lý ra xem thì thấy có bài giảng tóm tắt đầy đủ lý thuyết, các dạng bài tập của chuyên đề và cách giải, rất tỉ mỉ, tương tận đến từng chi tiết nhỏ, từ căn bản đến nâng cao, xem như đây là bí kíp võ công tối thượng của học sinh cũng không sai. Cảm ơn người nhé hệ thống ba cuốn sách này có tác dụng rất quan trọng đối với ta Yêu người quá Hoàng Việt vui mừng Hắn cảm thấy việc hắn có được hệ thống là điều may mắn rất lớn Chỉ ít là ở thời điểm hiện tại Đã có bí kíp rồi, bước vào tu luyện thôi Hoàng Việt vươn vai Ngày mai có môn vật lý Hắn chọn lọc môn này học trước Trước tiên hắn đọc hết từ đầu tới cuối Chuyên đề đầu tiên là dao động cơ học với bộ não thông minh hiện tại, hắn nhanh chóng nắm bắt được lý thuyết của bài học, các dạng bài tập của chuyên đề, sau đó hắn lấy cuốn sách bài tập chương này ra giải, nhanh chóng hoàn thành hết các bài tập, rồi hắn đổi sang môn hóa, ôn lại từ đầu phần hóa học hữu cơ lớp 11, mảng kiến thức mán vẫn chưa vững lắm. Vì phần này là mảng căn bản của hóa học lớp 12. Đồng hồ điểm đến hơn 11 giờ, mẹ hắn đi qua phòng và dục hắn ngủ sớm. Hoàng Việt dừng học, mặc dù còn đang ham thích trong mơ kiến thức hay ho hắn đi xuống nhà đánh răng tắt đèn đi ngủ thầm đặt báo thức sớm hơn mọi ngày chờ mong ngày mai sẽ đến